quan ta chịu nhận cho thế thôi. Họ tự
từng người một nằm xuống, một khoản nợ hoa đẹp của Optimus nhưng vô giá trị. Stark là người cuối cùng nằm xuống. Đây là quát ra chiêu tranh không là Levi với điểm hạ gục quét sạch cuối cùng và ai không cho Galactus. Đây đấy, đối với bất kỳ một khán giả nào có lẽ rằng đó cũng phải là một điều quá hay. Đúng. Có cả tần cá sấu nhưng bây giờ thì sẽ không có đồng hồ. Yijin bị làm choáng, Yijin nằm xuống và Stark cũng không phải là ngoại lệ với việc mà đường dưới của Gam quá xanh. Họ dịch chuyển lên đường trên để hỗ trợ dành cho Zeroth. Một người nữa bọc đầu, đấy là pha dịch chuyển đến từ Gam và người tới là Zeroth. Zeroth bị dính kiệt sức nhưng anh ta vẫn có thể tốc biến thoát đi được. Nhưng Zeroth đang tới, anh ta không có bão sấm sét, quy hụt không quy trúng và đâu một tình huống sấm sét đảm bảo được tính mạng của Zeroth sẽ phải nằm xuống. Còn bây giờ thì CBL và chỉ nhìn câu chuyện của họ sẽ kết thúc như thế nào đây, và đó là nằm xuống cả hai người chắc chắn là như vậy. 11-1 dành cho Gam Esports. Ôi, tốc biến tăng bộ thị trường nhưng ít nhất đẩy được về. Nhưng bây giờ là tăng thương quá khỏe. Đến từ Zeroth, anh đã tốc biến để bắt thêm cả Yiji vòng về, bắt đơn Optimus. Và sau đó là CBL là nạn nhân ở một tình huống mà cố gắng hạ gục Ma Vương. Tốc biến và rồi tăng thương quá nhanh để bốc hơi đón Strider và đi cùng người đồng đội, người bạn thân của mình chính là CBL. Họ chỉ đang đếm ngược chờ đợi tình huống nâng khiên của Vincent mà thôi. Và lao từ clip chiêu cuối của Levi là quá đẹp và hủy diệt toàn bộ đội của Flat Double Kill dành cho anh ta. Optimus người khá trâu nhưng cuối cùng vẫn phải lên bàn tiến ra khỏi Baron. Bây giờ là xung phong đang cố gắng lao lên bắt được một người là CBL nhưng bắt được cả ba, bắt được cả bốn nhưng chỉ là một người. Và sau đó là chiêu cuối quá đẹp mắt của Zeroth giữ chân thành viên còn lại, thành viên cuối cùng của Flash đó là Yijin cùng Stark, là hai người phòng ngự mà thôi. CBL không thể làm gì được hơn, Stark bị giữ lại ở đây, anh ta bị dồn sát thương. Triple kill dành cho Kia Nhà. Và các bạn thân mến, Gam Esports là tân vương của VCS.